đây, bắt tay đây. Ủa, một em đầu tiên của ngày hôm nay cần thủ phi để lập anh câu trên đó phải không anh? Nè nè, chuột to chứ. Nè nè. Này sẽ bị làng à. Ngon quá vậy, cái to chứ nhả đâu. Có rất biệt lòng hả? Anh thể giật ra. Rồi nhầm cho. Nhầm cho rồi, rau đâu. Mở sách luôn, chơi luôn rồi đầu. Một em đầu tiên ngày hôm nay. Ồ, bự chưa nhỏ đâu. Đã quay quay hơn cọc cái gì vậy, cái dẫu á, dẫu ruồi vậy. Thử bay bay luôn rồi. Trời ơi, nhiều mé ơi. Trời ơi, bay ké, trời ơi, đẻ dữ. Đó chứ. Trời ơi, quá ké nhiều chứ. Còn rất bay ké luôn. Bây giờ được 5 số con chưa? 3 con hả? Nè. Còn cũng 5 ngón chứ, 4 5 ngón gì đâu. Chu một bầy luôn. Không thấy. Nước lờ quá không? Bảy 700 con ạ. Bơi mà kín nước kia mà. Sẽ ít thâu cho đến anh na chị. Anh na là khôn lắm. Ôi, bùi lên rút kìa, bùi lên rút kìa. Kiếp nó sâu xíu chứ. Cạn dữ. Đó của anh kìa, của anh kìa. Hả? Ủa, để ghê á. Hết màu, hết màu rầu, nó để hết màu rầu. Thấy nó không còn một màu hết. Nó tán tán kìa. Chưa anh mà. Đất nó chưa chìm, chưa chìm mà. Rau. Rau, trời ơi, uổng. Nó khôn ghê, nó hút vô, nó nhả ra. Thấy luôn mà, thấy nó ăn mồi luôn mà. Trời. Chuồng bầy ké. Đó, lên táp luôn phải không? Chị Hưng, chị không biết giữ ké, đưa em bị rút em giữ ké cho. Đưa bị rút em giữ ké lại cho. Thì ít thâu nhưng mà đó, anh Phi còn bị bò nè. Đó, cái bầu anh đó thấy không? Thấy cái bầu anh không? Đây nè. Bầu anh đó. Bầu anh này thấy không? Đó, bị hút nè. Rất lớn sao ạ? Đó, đâu rất nhất.
nó nút luôn cục rút đầu quá. Đạo hứng thấy đấy, anh bắt rút mà. Phối hợp nhịp nhàng ghé bày mà thì thớ này thớ này thớ này thớ này đó tớ mới tớ bè con bốn con rồi đâu quay lại đi đâu nó quay lại đi đâu quay lại à thả lại quá nó quay lại quá mất hai lưỡi luôn anh Phi câu một lưỡi thâu cái gì đâu rồi cái gì luôn cho đâu cái gì chứ hả cái này cái gì mà cái gì đâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.